Mình tiếp tục. Ngày hôm qua thì mình học dở tới cái phần slide số 14 thì nó bị ngưng. Thì mình tiếp tục nhé. Thì ở đây là tips for machine reparation, tức là những cái sự chuẩn bị cần thiết dành cho một cái máy. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải là checklist nó. Đấy, là chúng ta có một cái danh sách cần cần phải kiểm tra, là xem là buổi sáng chúng ta cần làm gì, làm gì, làm gì là trước khi mà đưa máy vào hoạt động. Thì ở đây nó ghi là cái gì, the following are general applicable oil change intervals and service intervals must comply with, nghĩa là cái chu kỳ các bạn, chu kỳ thay dầu này và chu kỳ làm dịch vụ này thì nó phải là phù hợp với nhau, nó phải đi cùng nhau. Checklist: certain reparation must be made at start of work and at the end of work, nghĩa là đầu ca và kết ca là chúng ta cần phải kiểm tra. Check the list. This checklist should also be considered before meeting with the customer for the reparation works. Nó cũng sẽ nói cái này nó cũng cần chuẩn bị là trước khi mà gặp trước khi có một cái cuộc họp với lại khách hàng trước khi mà đưa máy vào hoạt động. Đây, thì chúng ta có hai cái nốt này thì ta sẽ bấm vào xem before starting work and or starting compaction. Ui chà, bài này rất là dài, rất là nhiều chữ luôn. Trước khi làm việc, thứ nhất á, là pacing up and down the area to be compacted, to understand where there are objections sighting in the geographic area. If đại khái ở đây á, là mình sẽ phải kiểm tra cái máy trước khi mà vận hành. Thôi thì mình copy hết vô đây để mình dịch cho nó mau. Copy hết xem nó nói cái gì nha. Dĩ nhiên là mình dịch thì nó sẽ tốt hơn. Và đây mình sẽ hiểu cho các bạn luôn cho nó dễ. Đây. Đây là chiếc lu mà, đây là nhịp độ lên xuống khu vực cần đầm để hiểu liệu có vật cản nào tồn tại trong khu vực làm việc và giao thông hay không. Đó chính là cái câu này. Thực ra đó là mình lu nhẹ. Đó, để xem là nó có cái vật cản nào ở trong cái khu vực đó hay không. Rồi, thứ hai, nếu có nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo trước khi bắt đầu công việc có không có vật thể lạ bị đóng băng trên trống và bánh xe. Đúng rồi các bạn. Tại vì khi mà nó có băng giá, băng tuyết, cái băng nó sắc nhọn mà, thì có thể là nó chém cái trống lu thì nó cũng không phải là nỗi nguy cơ, nhưng mà cái bánh xe đấy các bạn, cái bánh lốp phía sau á, thì có nguy cơ bị chọc thủng. Kiểm soát chức năng của đèn đèn báo và đèn hiệu xoay. Rồi, đúng rồi, thì cũng phải kiểm tra thôi, tại vì đây là chức năng an toàn. Khi mà dè thì nó phát ra âm thanh, rồi khi mà làm việc ban đêm thì nó phải có đèn, nếu không là không không an toàn. Kiểm soát dầu động cơ và mức độ đầy dầu thủy lực. Thì phải có dầu chứ, nó không không làm được thủy lực, mà không có dầu thủy lực thì không làm được. Kiểm tra chức năng của bộ lọc nước và hệ thống phun nước. Đây là lưu hai bánh thép đó các bạn. Thì cần phải có cái hệ thống phun nước để xem á, để xem nó có bị tắc hay không, nó còn nước hay không. Luôn làm nóng máy ở chế độ chạy không tải để đưa động cơ và hệ thống thủy lực đến nhiệt độ hoạt động. Khi mà mình đè máy lên và mình chạy luôn,
tất cả luôn các bạn, bao gồm kể cả xe hơi, kể cả xe máy, xe hai bánh của mình đấy, và bao gồm là máy luôn, thì bao giờ nó cũng có một cái khởi động khoảng chừng 1-2 phút cho đến khoảng 5 phút thì tùy vào cái cỗ máy. Nhưng mà đối với những cái máy cơ giới như thế này ấy, thì tốt nhất tất cả các máy luôn các bạn, thì chúng ta khi mà đề máy lên thì chúng ta nên để nó chạy không tải, nó chạy im vậy đó, thì 1-2 phút để làm gì? Thứ nhất ấy, là cái dầu của động cơ đó các bạn, tức là nhớt động cơ đó, nó sau một đêm thì nó đọng lại, nó khi mà nó nóng lên một chút ấy, thì nó sẽ lỏng ra, thì nó sẽ hất lên và nó bôi trơn tốt hơn đó. Còn đối với dầu thủy lực cũng vậy các bạn, khi mà nó lạnh ấy, thì là cái độ nhớt của nó thì nó khó di chuyển, nó khó qua bơm, thì khi mà nó được cung cấp cái nhiệt độ mà nó chạy nhẹ nhẹ và nó làm ấm cái dầu lên, thì lúc này ấy, là cái việc mà lưu chuyển trong hệ thống thủy lực của nó cũng sẽ tốt hơn. Tất cả các máy luôn các bạn nha, bao gồm cả xe máy của các bạn, thì các bạn khi mà để nó lên ấy, thì để nó chạy guarantee, hoặc là mình cho ga lớn lên một tí thôi đó, để mà đưa nó vào hoạt động cho nó nhịp nhàng. Kiểm tra áp suất vận hành trên hệ thống không khí đối với con lăn bánh cao su tức là nhớ kiểm tra cái lốp xe xem nó có mềm hay không, hay nó cứng hay không. Rồi kiểm tra chức năng của hệ thống làm nóng nút trên xe lăn bánh cao su và lăn kết hợp. Con lăn ở đây tại vì đây nó là roller, cho nên là Google nó dịch là con lăn đây này các bạn. Roller, Google dịch là con lăn ha. Thì nếu mà cái xe mà có chức năng đó là làm nóng cái lốp xe thì mình cũng sẽ kiểm tra cái chức năng này, còn nó không có thì thôi. Lắp đặt máy cạp trên xe lưu nhựa đường. Rồi đây đây install the scraper on asphalt roller, nghĩa là cái không phải máy cạp đâu các bạn nha, mà nó chính là cái thanh gạt đó. Scraper nó là cái thanh gạt đất, gạt liệu nha, thì phải nhớ kiểm tra mấy cái đó. Và thì đại khái là chúng ta buổi sáng trước khi làm việc chúng ta kiểm tra những cái này cũng tương đối là dễ hiểu nếu mà mình dịch cho các bạn, còn nếu như các bạn đọc mà Google nó dịch thì các bạn cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nhìn chữ thôi là thấy hoảng nữa các bạn. Cái này ít hơn. At the end of work with longer interruption. Rồi, tức là trước khi làm việc là như vậy rồi, về sau khi làm việc thì chúng ta sẽ kiểm tra cái gì đây? Một á, là secure the roller against rolling away when packed. Rồi, tức là đảm bảo là cái xe lu này các bạn là nó đã được kéo thắng tay hoặc là nhấn cái nút ở chế độ là park, nghĩa là đậu dừng nha. Đối với xe hơi mình cũng vậy, thì cũng đảm bảo là phải có thắng tay và kéo thắng tay. Remove the battery insulation which at the end of work, cắt mát đấy các bạn, cắt mát nha. Battery insulation nghĩa là cắt mát, ở Việt Nam mình gọi là cắt mát đó, tức là ngắt cái nguồn điện nó đi để nó khỏi bị tiêu hao và đảm bảo là không bị sự cố. Mà thường thường thì mình cái bình điện mà nó tốt đó, xe mới thì cũng không cần cắt mát. Như xe hơi mà các bạn để đèn qua đêm là coi như là đến buổi sáng là nó hết đèn luôn, là chúng ta phải đi sạc cái bình lại, thì như vậy là rất là vất vả. Còn trên các máy cơ giới thường thường nó có một cái nút, có một cái công tắc là công tắc cắt mát, thì chúng ta chỉ phải cắt nó thôi. Nhưng mà thường thường thì thấy là không cắt mát, nhưng mà nếu mà bình mới, xe mới thì nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì xảy ra. Completely drain the water tanks and water spraying system with frost hazards and position the machine on wooden beams, nghĩa là cái thùng nước đó các bạn, là mình sẽ tháo khô nó. And water spraying system with frost hazards, nghĩa là mình
tại sao lại phải là làm khô luôn cái bình chứa nước? Nó có lý do đấy các bạn. Thì ở đây nó có một cái từ là từ frost hazard, tức là nguy cơ đóng băng ha. Nguy cơ đóng băng, các bạn cứ tưởng tượng đi, nếu mà đá, nước đá nha các bạn, nó nhưng mà làm ở khu vực châu Âu á, nó bị băng giá thì nó đóng băng luôn ở trong cái những cái vòi nước, thì gần như là lúc này là nước trong vòi này, nước trong bình này đều đóng băng rồi, thì cái máy nó sẽ hư mất. Và nhắc lại cái câu chuyện đó, đó là khi mà nước bị đóng băng thì thể tích của nó sẽ thay đổi và nó làm cho là mọi thứ là nó hư hết, nó giãn nở và nó hư, làm hư bình chứa nước này các bạn này. Rồi nó còn làm hư luôn cái vòi, rồi hệ thống ống dẫn này đó, nó rất là khổ ha. And position the machine on wood beams đó, nghĩa là để máy ở trên một cái nơi mà nó có gỗ, gỗ thì nó không bị đóng băng. Hướng dẫn mình như vậy, đặc biệt là đối với là cái khu vực mà bị băng giá. Beams là gì đây? Dầm. À. Hay là đặt trên những cái miếng gỗ. Remove the scraper from the asphalt roller at the end. À, nghĩa là mình sẽ phải kiểm tra cái scraper đó các bạn, là cái thanh gạt mà các bạn remove nó from the asphalt roller at the end of work, nghĩa là mình tháo nó ra. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cũng không cần phải tháo ra đâu các bạn. Thì mình chỉ cần là đảm bảo là nó làm vệ sinh, nó được làm vệ sinh. Rồi, thì tóm lại là trước và sau khi mà làm việc thì chúng ta cần phải kiểm tra máy một cách tổng thể, tiếp nhiên liệu, tiếp dầu, tiếp mỡ, tiếp nhớt, cái điểm nào bất thường đó các bạn thì chúng ta phải xử lý ngay, đừng để nó kéo dài và đừng để cái sự cố này nó gây ra ảnh hưởng cho cho cái sự cố khác, đó là tốt nhất cho cái máy. Thì cũng tương tự như vậy là như chúng ta là bị bệnh thôi, bị bệnh nhẹ thì chúng ta đi chữa đi, chứ đừng để nó bị bệnh nặng rồi chúng ta chữa rồi nó vất vả. Giống như mình đây cũng đôi khi chủ quan là nó cũng có một vài cái sự cố về sức khỏe, mình nghĩ là mình còn khỏe và cuối cùng là mình để, mà để xong á là coi như là tốn rất là nhiều tiền để mà đi chữa. Thì tương tự như vậy thì máy nó tương tự như vậy thôi, mình để thì nó bị phá từ cái này sang cái kia và tốn rất nhiều tiền để mà đi chữa, mà chữa không được là coi như bỏ luôn, là nó rất là ảnh hưởng rất là lớn cho các bạn. Rồi mình qua số slide số 15. Slide này là tương đối là nhiều hình và tương đối là các bạn nhìn thấy kéo không? Nó kéo qua kéo ra này, đủ chết luôn đấy. Rồi application technology one, the most fundamental rules for compacting asphalt. Rồi những cái luật, những cái thông số, những cái gì đó nó rất là cơ bản, fundamental ha, là thông số. Thông số, những cái quy tắc, những quy tắc cơ bản ha, quy tắc cơ bản, những cái luật này, những cái luật cơ bản ha, những cái thông số, những cái luật thông số cơ bản mà mình cần phải quan tâm trong cái việc khi mà mình lưu cái nhựa này. Cái bài này á, báo với các bạn là ngày ngày trước khi mình học thực sự là mình không hiểu hết đâu. Thì mình làm cái nghề này nó khoảng là trên dưới 5 năm, đối với Lưu trên dưới 5 năm, và đọc nhiều tài liệu, đi nghe nhiều và cũng đã đọc qua cái tài liệu này rồi, và sau đó thì quay lại học cái bài này thì mình mới thấy là à giờ mới hiểu. Và thêm một cái nữa là cái tiếng Anh đấy các bạn, thực sự nó là cái rào cản. Do đó là khi mà các bạn mà có cái điều kiện thì nên trau dồi tiếng Anh, và những cái bạn mà bạn trẻ trẻ đó các bạn, thì đây là cái lợi thế của các bạn. Chứ khi mà hồi trước mình đọc cái này thì thực sự đây là một sự vất vả. Một cái bài nhìn vô mà khoảng 34 slide như thế này, toàn bộ tiếng Anh, nhìn rất là hoảng. Và khi mình làm bài kiểm tra đó các bạn, bài kiểm tra cuối cái bài học đó, thì thực sự là mình đoán mò giống như kiểu thi trắc nghiệm đó, gọi là làm cho qua, làm cho có, thì nó hoàn toàn là không tốt. Thì đây là một
cái dạng hỗ trợ các bạn trong cái phần mà kiến thức, đây kiến thức nền tảng. Khi mà các bạn nghe, các bạn hiểu rồi thì các bạn đi ra ngoài công trường, rồi sau đó là kết hợp với cái thực tế của các bạn, và các bạn khi các bạn quay lại các bạn học đó, thì các bạn sẽ hiểu hơn. Hoặc là các bạn nghe lần một rồi các bạn ra ngoài công trường, rồi thông qua thời gian các bạn tích lũy được cái kinh nghiệm kiến thức, rồi sau đó các bạn lại quay lại các bạn nghe lại những cái bài chia sẻ này, thì các bạn sẽ nhận ra là sẽ có những cái điều đúng hoặc là có những cái điều mà nó chưa hoàn toàn đúng, rồi các bạn sẽ đưa ra được những cái kiến thức của mình và đưa ra những cái comment của mình. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì đây? Certain fundamental rules must be adhered to when conducting as fun, the reparation and its curation, the real question must always considering in conjunction with the time missed and look for isolation and better condition. Rồi, ở đây thì nó nói là cái sự chuẩn bị, là các bạn sự chuẩn bị và cái việc mà tiến hành lưu á, thì nó phải luôn luôn là được be considered, nghĩa là nó phải được suy nghĩ cân nhắc kỹ, in conjunction, trong việc kết hợp giữa cái với lại cái vật liệu mà nó to be, những cái vật liệu mà hỗn hợp nó được dùng, và the local installation. The local condition và là những cái điều kiện của địa phương và cái điều kiện thời tiết. Đại khái là khi mà lưu, khi chuẩn bị lưu thì nhớ lưu ý tới cái gì? Lưu ý những cái điều kiện này. Thứ nhất là vật liệu nó là cái gì? Đó, vật liệu là mức độ là cứng của nó ra sao, cứng mức độ mềm ra sao, lớp nhựa là bao nhiêu, cấp phối là như thế nào, đại khái là vật liệu. Cái thứ hai đó là những cái quy tắc ứng xử tại địa phương, đại khái là luật đấy. Và thứ ba đó chính là cái thời tiết. Này, trước chuẩn bị phải chuẩn bị mấy cái đó. Rồi chúng ta đây có hình này, hình này, hình này, hình này, hình này, hình này, 6 hình. Rồi chúng ta kéo cái này nha. Nhất. Từ từ. Thì ở đây thì giải thích thêm cho các bạn. Rồi, ở đây thì cái tấm hình đầu tiên này sẽ giải thích cho các bạn này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái vùng trời, là vùng ở châu Âu, là châu Âu hoặc là cái vùng mà xứ lạnh là chắc chắc cú rồi đó. Tại vì đây là các bạn sẽ nhìn thấy kiến trúc này. Thứ hai là cái số lượng lưu ở đây. Thì đây là những công trình mà nó nằm ở những cái nước mà nó tương đối giàu, nhà thầu tương đối giàu, chứ không ai mang một đống lưu như mày ra được đâu. Không nhiều người làm được điều này. Thứ hai là trời quang mây tạnh, thứ ba là kiến trúc. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây nó chính là cái sơ đồ lưu này các bạn này, nó là cái lượt lưu đó, khi mà đi vào rồi sau đó là đi lui, và nó đi đi chéo như thế này, đi chéo như thế này. Một tí mình sẽ coi ở đây thì nhìn cái hình này thì chúng ta sẽ thích được liên quan đến tốc độ lưu. Tốc độ lưu rất quan trọng nha các bạn, mình lưu chậm nó sẽ là kết quả nó khác, mình lưu tức là tốc độ đi nhanh thì kết quả nó cũng sẽ khác, đi chậm thì nó bị gọi là bị lưu quá thì sẽ gây lún hoặc là gây vỡ vật liệu, còn đi nhanh đấy thì là nó gọi là lưu nhanh quá thì nó bị hỏng, tức là nó tạo ra những cái vệt sóng, tức là tạo thành những cái băm băm cái xong rồi nhảy qua đây băm cái thì ở giữa này các bạn, thì nó không được rung thì nó sẽ không chặt và nó bị phồng lên. Đây là nhiệt độ, độ C và độ F. Rồi ở đây đó là cái trọng lượng này, các bạn nhìn đây thì chúng ta sẽ đoán được đây là cái trọng lượng của cái lưu, nó quyết định đến cái chất lượng của việc lưu lèn, của việc lưu lưu nhựa, lưu lốp. Chúng ta kéo qua đây. Đấy, bức hình đầu tiên. The number of required compactor will be dependent on the following factors. Nghĩa là cái số lượng của cái số lượng yêu cầu của cái xe lưu hai bánh thép hoặc là cái xe lưu nhựa trong dây chuyền thảm nhựa đấy, thì nó will be dependent, thì nó sẽ bị phụ thuộc, independent là độc lập, và này là phụ thuộc vào những nhân tố sau, sẽ phụ thuộc vào nhân tố sau. Một đó, là
Installation width and installation speed, nghĩa là cái tốc độ mà chạy và cái chiều dài, chiều rộng chạy các bạn, chiều rộng. Tại một cái lu thì nó có chiều rộng nhất định, mà nếu mà chúng ta chạy rộng quá thì chúng ta có nhiều lu thì lu mới kịp, nó không á, dùng một lu thôi á thì nhiệt độ nó sẽ xuống thấp, thì lúc này là sẽ không cho phép lu nữa, là cái đống nhựa đó là coi như là sẽ không đạt yêu cầu. Thứ hai á, là cái require number of passing, nghĩa là cái số lượt mà yêu cầu phải lưu trên cái bề mặt đấy, ví dụ như là 5 lượt hay là 7 lượt. Thôi cái số 3 đó là cái tốc độ của cái lưu. Cái thứ tư á, đó là cái available compaction time, nghĩa là cái khoảng thời gian cho phép lưu các bạn, khoảng thời gian cho phép lưu. Thì ở trong cái lu nhựa thì nó có những cái yêu cầu là như vậy. Thứ nhất là cái nhiệt độ, chủ yếu là cái nhiệt độ khi mà nhựa nó ra khỏi máy chạy đó các bạn, nhựa ra khỏi nhà máy này, sau đó là lên xe tải, rồi sau đó là xe tải chở từ nhà máy ra tại công trường, xong rồi xe tải là đổ cái nhựa vào cái xe chạy nhựa. Rồi sau đó là cái xe chạy nhựa ở đây thì bắt đầu nó chạy, thì nó chạy ra cái bề mặt như thế này. Vậy thì cái số lu này các bạn nhìn thấy cái bề mặt này rộng không? Và ở đây cái lu này thì nó có một cái chiều rộng trống nhất định, nó phải đi bao nhiêu lượt để nó làm chạy. Thì lúc này mà chạy như thế này ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái vào vàng 2 3 4. Trong cái tấm hình này thì mình nhìn thấy bốn cái máy chạy. Bốn cái máy chạy này nó chạy thì chạy ra thì không có số lượng lưu này ấy, thì không bao giờ lưu kịp, tại vì nhiệt độ nó sẽ bị xuống, đặc biệt là khu vực bên châu Âu thì nhiệt độ nó lạnh thì coi như là không lưu được, nó cứng lại rồi, nó cứng lại thì nó không lưu được, thì cuối cùng là con đường này nó sẽ không được hoàn thiện đấy. Bạn nhìn thấy nha, đây xe tải chở nhựa đến này, xe ben chở nhựa đến, ben vào xe chạy nhựa, sau đó nó chạy xong thì xe lưu sẽ làm chặt, và tốc độ lưu nữa các bạn, cái khoảng nhiệt độ cho phép nha, thì mình giải thích cho các bạn là như vậy. Tiếp theo qua tấm này rồi, cái số lượt lưu được yêu cầu ha thì nó phải liên quan đến những cái yếu tố sau. Một là cái loại và cái trọng lượng của cái lưu. Cái thứ hai á, là cái tốc độ lưu. Cái thứ ba á, là cái chiều dày lớp chải. Cái thứ tư á, là nhiệt độ của cái hỗn hợp vật liệu, tức là nhựa bên trong á, nó được nấu rồi thì nó được thêm phụ gia tất cả các kiểu mà, thế nó gọi là hỗn hợp vật liệu. Điều kiện thời tiết. Tiếp tục á, là cái compaction. Compaction capability nghĩa là cái khả năng chịu đầm nén, khả năng được nén chặt của cái vật liệu. Này là trên là nhiệt độ của cái vật liệu nha các bạn, nhiệt độ vật liệu và cái điều kiện thời tiết. Còn dưới đây á, là cái khả năng chịu nén của cái hỗn hợp vật liệu. Rồi recompacting by the finisher nghĩa là cái đầm sơ bộ, cái lưu, cái đầm nén sơ bộ của cái finisher, nghĩa là những cái đi sau cái máy chải đó các bạn. Thường thường là chúng ta sẽ có cái màn bàn chải ấy. Cái xe chải thì chúng ta sẽ có, thường thường là sẽ có cái loại là loại rung và loại thanh đầm áp lực, đầm đầm cao tần đấy các bạn. Thì cái đó là những cái finisher sau cái máy chải, thì nó đã đầm sơ bộ, nó sẽ rung rung nó làm chặt sơ bộ rồi, thì nó liên quan đến cái đó nữa. Rồi nó còn liên quan đến cái gì nữa? Nó liên quan đến cái resistance and durability of the space, nghĩa là cái resistance, sao ta, mình sẽ copy nó, mình vào đây xem nó ý tưởng Google là như thế nào. Đại khái nó là cái lớp bay. Ôi chà. Đại khái là cái lớp bay phía dưới, nó cũng phụ thuộc vào lớp bay phía dưới, tại vì lớp chải đó các bạn,
lớp chạy thì nó chạy lên cái lớp lớp đá cuối cùng, cái lớp bay đó, mình gọi là lớp bay đó. Thì cái lớp bay ở phía dưới là nó có ổn định hay không, nó có cứng chắc hay chưa, nó có chặt hay chưa đó, rồi nó có bám dính hay không. Nó rất là nhiều yếu tố nó nằm ở cái chỗ lớp bay. Tại con đường, một con đường nó rất là nhiều lớp chồng lên nhau, và cái lớp, những cái lớp đó là quyết định là cái độ tốt của con đường. Còn cái bề mặt nhựa đó các bạn, đó chính là cái lớp áo nhựa như mình đã đề cập tới. Lớp áo nhựa các bạn là lớp bảo vệ cái những cái lớp phía dưới khỏi thời tiết, khỏi nước, và làm cho cái việc mà lưu thông của xe đó các bạn, của phương tiện giao thông đó, thì nó mượt mà hơn. Comprehensive numerical, numerical, numerical data about the number of the buses is not possible without knowledge of these parameters. Nghĩa là đại khái là cái số lượng được lưu á các bạn, thì nó as soon as possible, có thể, thì nó không thể đưa ra được cái con số chính xác, tại vì nó là liên quan đến rất là nhiều cái yếu tố như thế này. À, dữ liệu số toàn diện về số lượt lưu đó không thể thực hiện được nếu không có các kiến thức về các thông số này. Rồi, mình ok nha. Cái số lượt riêng đó, các bạn nhìn thấy không? Lưu nhựa rất là khó chứ không phải mình sẽ phải có kiến thức về những cái này để mà chúng ta lưu. Dĩ nhiên là những anh thợ vận hành đó các bạn, thông thường ở Việt Nam mình thì thường thường là cứ làm theo chỉ thị thôi. Đó. Ông lên ông lái lưu, ông lưu theo cái cách này và ông sẽ lái bao nhiêu lượt ở đây cho tôi là được. Còn phần còn lại là cái ông chỉ huy công trường đó các bạn, ông sẽ báo là hôm nay là chạy bao nhiêu dày, bao nhiêu rộng. Rồi vậy thì chúng ta sẽ phải là cài đặt thông số máy chạy là như thế nào, bao nhiêu băm, bao nhiêu rung, rồi sau đó là số lượt lưu, lưu bao nhiêu lượt, rồi phải chúng ta phải đo đạc xem là nó chặt chưa. Này rất là nhiều kiến thức đó các bạn. Rồi mỗi có một hai ba slide này mình đi chắc cũng mất nửa tiếng. Rồi cái tốc độ các bạn, tốc độ lưu, typical roller speed for asphalt lie between 3 and 6 km per hour. Nghe ở đây nó nói á, là cái tốc độ lưu nó chỉ nằm ở trong khoảng là 3 tới 6 km trên giờ thôi. Higher speed will create risk of wave formation, nghĩa là khi mà lưu ở tốc độ cao thì nó sẽ tạo ra những cái sóng. Đây. Wave formation nghĩa là cái sóng đó các bạn. Formation là nghĩa là cái định hình, cái hình dáng. Wave, wave là sóng. Thì nãy như mình nói đó, là chạy tốc độ cao thì nó sẽ ở đây nó băm một cái và nó nhảy qua đây nó băm một cái đó, thì nó tạo ra cái sóng. Rồi ở đây thì too low speed will be risk of ha, tức là chạy tốc độ quá thấp thì sẽ gây ra cái nguy cơ đó là wave formation with steering movement, nghĩa là khi mà tạo ra những cái sóng, những cái sóng đại khái là hình dạng nó không có phẳng, nó không đồng nhất, đặc biệt là khi mà di chuyển vào cua, các bạn mà tốc độ chậm á, thì là cái sức của cái lưu mà nó cứ đè xuống và đặt cua, là khi đi vào cái sự di chuyển qua lại á, thì nó tạo ra những vết hằn ở trên cái bề mặt nhựa. Rồi ridge formation when combating with vibration, đây nghĩa là
Nếu mình bán không nhầm thì nó là vết lõm. Tốc độ chậm. Rồi, cái này tạo thành ngọn, tức là như thế này các bạn nè. Cái câu này ý nghĩa khi mà cái lu nó chạy rất là chậm, nó chạy chậm thì nó chạy chậm thì nó vừa chạy nó vừa rung như thế này đúng không? Vậy thì nó bị đùn, đó là nó sẽ đùn cái nhựa, nó đùn cái nhựa này các bạn, nó rung mà nó rung này, chỗ này nhựa ra các bạn, nó rung nó đùn vì nó làm cho cái này nó bị lõm xuống và cái chỗ này nó bị ngọn. Rồi các bạn chờ một tí có. Rồi mình tiếp tục các bạn. Ở đây á, thì nó có cái grand destruction, nghĩa là làm vỡ cái vật liệu khi mình rung tốc độ chậm hoặc là rung tại chỗ đó. Thì một cái cục, các bạn cứ tưởng tượng là các bạn gặp cái búa này, gõ đó, gõ liên tục vào một cái cục đá. Các bạn gõ liên tục cục đá, cho dù gõ nhẹ hay gõ mạnh thì nó vẫn bị mẻ cục đá nó ra. Đặc biệt là khi mà các bạn gõ vào cái góc, chứ còn ở giữa thì dĩ nhiên là khó, nhưng mà vào cái góc các bạn gõ nhẹ gõ mạnh thì nó cũng sẽ bể đá, tại vì bên trong cái vật liệu của các bạn thì nó là đá mà, nó là đá lớn đá nhỏ rồi bột khoáng rồi nhựa, nó kết hợp lại với nhau và nó trở thành cái hỗn hợp mà nhựa đường. À, thì đây đây là những cái liên quan đến cái tốc độ quá nhanh và tốc độ quá chậm như các bạn. Mình sẽ kéo qua tiếp. Liên quan đến cái gì đây? Liên quan đến nhiệt độ của hỗn hợp vật liệu và nhiệt độ của cái môi trường. Chữ rất là nhiều các bạn, nhìn nếu mà đúng thì là nhìn rất là hoảng ha. Đây, the ideal, mình sẽ đọc cái này trước. The ideal, 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 yes. The ideal temperature range for commencing combustion for hot asphalt is around 140 degrees Celsius. Rồi, 140 độ nha các bạn. At this temperature, most asphalt can be compacted with vibration isolation. Tại cái nhiệt độ này là cái nhiệt độ mà nó lu tối ưu và gần như là cái lu rung và cái lu dây nào cũng có thể làm cái công tác đầm nén là cái lu này hết đều tốt. Rồi cái gì đây? Mở rộng cho các bạn là kiến thức về nhiệt độ của nhựa. Theo như mình nghe, chứ mình cũng chưa bao giờ là mình đo thử cái nhiệt độ từ từ nhà máy ra hết, thì đâu đó nghe các bạn thì mình được chia sẻ đó là cái nhựa khi mà ra khỏi lò thì đâu đó nó ra, tức là trên dưới cho các bạn nhé, này là mình nghe thôi, mình cũng chưa bao giờ đo, mà thậm chí là đo thì nó cũng nhiều lần khác nhau, nhưng mà đâu đó là khoảng 160 độ. Nếu các bạn mà có thêm cái thông tin thấy là mình nói nó bị chưa đúng thì các bạn có thể là xác nhận lại ở dưới cái chỗ cái comment. Thì khoảng 160 độ, khi 160 độ đổ xả ra cái xe ben đấy các bạn, cái xe tải để chở ra, thì khi mình phủ cái bạt lên nữa, mình phủ cái bạt lên để giữ nhiệt độ mà đó, thì khi mà nó giữ như vậy và nó chạy đến cái nó chạy đến mà nó đổ vô cái xe tải, nó đổ vô cái xe chạy và cái xe chạy nó chạy ra, thì đâu đó là nhiệt độ sau sau khi chạy của cái lớp nhựa này nè, nó sẽ đâu đó là khoảng 140 độ, tức là nó bị mất đi khoảng 20 độ các bạn. Thì lúc này là nhiệt độ của cái hỗn hợp á, nó đang còn rất là tốt, hỗn hợp đang còn mềm, nhựa đang còn mềm và lưu nó rất là ổn đó. Và cái công nghệ rung hoặc là dây đều làm được cái việc này rất là tốt. Rồi cái thứ hai, cái dòng thứ hai, a dynamic combustion should be on the is executed with great care at higher temperature to prevent material displacement or
mixing together if certain condition as found in the research about only static compacted. Ở đây á, là với cái lưu rung đó các bạn, a dynamic compaction nè, nghĩa là lưu rung, tức là khi mà vào cái xe lưu á, nó rung, nó lưu nhựa thì nó phải rung, should be ha, nó được phải được nên được tiến hành với sự quan tâm lớn hơn ha, pray care ha, at higher temperature, tại cái nhiệt độ cao hơn để mà chống lại cái việc á, vật liệu này displacement, nghĩa là nó sẽ gọi là nó lỏng ra hả, nó dời chỗ hả, để chống lại cái việc mà dịch chuyển của cái vật liệu, hoặc là nó sẽ bị mixing together, hoặc là nó bị dính chồng dính đống vào với nhau. Trong những cái điều kiện mà nó có cái điều kiện mà sơ tình lại là chắc chắn là hằng số đó. Less resistant and durability, nhiệt độ nên trên 140 độ để hoặc even static compacted, nghĩa là vô tính. Nguyên cái câu này có nghĩa là nhiệt độ thì của cái xe lưu và nhiệt độ của những cái vật liệu xây dựng này, những cái vật liệu này các bạn, thì nó phải là đảm bảo là 140 hoặc trên 140 để đảm bảo cái việc lưu nó được tốt. Và đặc biệt là khi rung thì chúng ta cũng phần phải là kiểm tra là cái nhiệt độ của cái nhiệt độ của cái vật liệu, và thường thường là còn phải là bôi mình xịt những chất phụ gia chống dính nữa, để làm sao là cái nhựa nó không dính vào cái lưu. With temperature from 100 độ C tới 70 độ C. Đây, 100 độ C tới 70 độ C. Thì lúc này là cái việc mà lưu này là chỉ nên diễn ra với lại cái lưu dây hoặc là lưu tĩnh, để chống lại cái việc là nó bị phá vỡ cái vật liệu, phá hủy cái hạt liệu bên trong cái vật liệu. Tại vì lúc này là cái nhựa nó bắt đầu nó cứng rồi các bạn, 100 độ C và 70 tới 70 độ C thì là nhựa nó cứng rồi, thì chúng ta là tiến hành với lại cái công nghệ lưu dây, tức là nó cứ ấn xuống, nó cố gắng nó ấn xuống chứ nó không có cưỡng bức, nó đập xuống như thế này đâu, nó không cưỡng bức. Thì lúc này thì cái bề mặt nhựa nó sẽ tốt hơn. Trọng lượng của lưu lúc này, đặc biệt là lưu tĩnh đấy các bạn, thì nó sẽ phát huy được cái trọng lượng của nó. Trọng lượng tĩnh thì càng nặng thì các bạn giống như kiểu mình bước chân mình đi càng nặng, mình càng nặng thì cái độ lún của mình trên bề mặt nó càng lớn, lún ha. Và trên cái kể cả cái lưu rung cũng vậy, thì khi mà nó rung thì cái lưu rung lớn thì nó vẫn có cái tác động sâu hơn cái lưu rung nhỏ. Rồi ở đây thì nó khuyên là từ 1,5 tới 14 tấn thì được dùng ở trong cái việc mà lưu nhựa, cái loại mà light compactor, cái loại là gọi là hạng ruồi đó, hạng nhẹ đó các bạn. Ở trong cái võ quyền năng thì chúng ta có cái đấu là đấu hạng ruồi, còn đây là hạng nhẹ nha. Đây là cái hạng nhẹ thì là từ 1,5 tới 4,5 tấn, cái loại trung bình đó là từ 7 tấn tới 11 tấn, và cái loại nặng là từ 11 tới 14 tấn.
Nhưng mà thường thường ở Việt Nam mình ít dùng cái loại 14 tấn lắm các bạn. Rất là ít nha. Thường là dùng lên tới 12 tấn là cũng thuộc dạng là nặng rồi. Nhưng 14 tấn là nó lại đưa vào cái ứng dụng là blue base là nhiều. Và lưu những cái là lưu nhựa mà nhựa tái chế đó các bạn. Đó, thì nó cần dùng cái lưu 13 tấn và 14 tấn. Rồi chúng ta sẽ có cái gì nữa đây? Trọng lượng lưu nha. Rồi mình kéo qua đây thì thấy cái lưu cái ông lưu lốp. Tính chất riêng hả? Nét riêng biệt. Tính chất riêng biệt, tính chất riêng khi mà dùng cái lưu rung. Chúng ta có ba cái gạch đầu dòng. Một á, là switch off the vibration before reversing, nghĩa là chúng ta phải tắt cái chế độ rung đi khi mà chúng ta đổi giữa cái việc là tới và lui, thì chúng ta phải tắt chế độ rung đi. Thì trên xe lưu hai bánh thép của Ham các bạn thì nó có một cái chế độ, đó là cái chế độ là tắt rung tự động, rung tự động và tắt rung tự động. Thì các bạn cứ tưởng tượng này, khi mà mình chạy tới, mình đang chạy rất là nhanh, và khi đó mình thắng lại, mình để mình lùi lại mà, thì mình phải thắng lại. Khi mình thắng lại thì nó có một cái khoảng thời gian gọi là lưu đứng im tại chỗ. Thì lúc này đứng im thì cái rung nó vẫn bật, nó vẫn rung. Các bạn, nó rung như thế này, nó cứ mổ gò xuống như thế này. Vì cái chỗ mà dừng lại này này, cho dù 1, 2, 3, 4, 5 giây thì nó cũng sẽ bị lún. Đó. Tại vì nó cái số lượng mà các bạn khi mà đặt thông số kỹ thuật các bạn nhìn nhìn thấy là nó tính bằng hertz, tức là vài chục hertz, vài trăm lần đập liên tục trong trong 1 phút, và nó vài chục lần, vài trăm lần trên 1 giây. Thì các bạn khi đọc thông số kỹ thuật thì các bạn sẽ thấy cái điều đó. Vậy thì chỉ cần là dừng lại 1 giây, 2, 3 giây thôi thì cũng đã có vài lần cho đến vài chục lần là cái rung cái lưu này nó nhảy lên và nó đập xuống như thế này. Thì lúc này á, là chắc chắn là cái mặt nhựa nó bị lõm xuống, và cái chỗ xung quanh của cái mặt nhựa đó, cái chỗ lõm lõm xuống thì cái hai bên nó phải lồi lên đó, thì nó tạo ngọn thì nó đều đều không tốt. Do đó là trên cái xe lưu hai bánh thép là nó có cái chức năng, đó là bật và tắt rung tự động. Chúng ta chạy đến thì hết rung, dừng lại hết rung, khi mà chúng ta lùi thì chúng ta dừng lại cũng cũng hết rung đó. Do đó các bạn sẽ nhìn thấy là những cái ông anh á mà lái lưu hai bánh thép á, họ di chuyển tốc độ là tương đối là nhanh đấy các bạn, họ đi mượt, họ đi rất là nhanh đấy chứ không có chậm đâu. Mình nói là 3 tới 6 km/h nhưng mà thực ra là nhìn cái lưu nó di chuyển là cũng nhìn cũng cảm giác xé gió đó. Nếu mà các bạn đi ra công trường các bạn nhìn thấy các anh lái rất là điêu luyện. Rồi, if there is slight compaction by the finisher, the first pass statically prevent material displacement. Rồi. Tức là nếu như mà cái bề mặt nhựa nó đã được ổn định, nó đã được đầm sơ bộ rồi á, thì cái lượt lưu đầu tiên thì nó là lưu tĩnh, nó đi tĩnh ha, để tránh cái việc á, mà rung á, thì nó sẽ bị xô cái vật liệu, nó xô, nó đẩy vật liệu, nó bị di chuyển, tức là nó phải ổn định. Và hoặc là dùng dùng cái lưu lưu lốp để đi vào. Thành ra là cái quy trình lưu các bạn nó rất là nhiều quy trình lưu và tùy vào từng thực tế, chứ còn có không không có phải là một cái quy trình lưu nhất định là phải là xe nào vào trước xe nào vào sau, là có nhiều quy trình lưu, có thể là xe lưu lốp vào trước, có thể là xe lưu lưu mũi, tức là xe lưu hai bánh thép dạng nhẹ vào trước, rất là nhiều cái quy trình lưu. Select the amplitude nghĩa là mình chọn là cái biên độ và cái tần số dựa vào ha, according to, tùy thuộc vào là cái loại asphalt là loại gì, lớp dày hay lớp mỏng, lớp ở Việt Nam mình hay gọi là C19 hay là C bao nhiêu á, lại hay là C, tức là cái lớp đó là lớp
hạt lớn hay hạt nhỏ, rồi lớp đó là lớp polymer hay là lớp mặt, rồi dày 3 phân, 5 phân, 10 phân, 7 phân, 12 phân. Đó. Tùy tùy vào cái loại vật liệu nữa. Thì chúng ta cần phải cân nhắc những cái yếu tố này. Rồi, tóm lại khi mà chúng ta nhìn lại ở đây á, là tổng quan là những cái mà cơ bản, những cái thông số cơ bản, những cái nguyên tắc cơ bản mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta lưu nhựa đó. Một, số lượng lưu và bề rộng chảy. Thứ hai là cái số lượt lưu. Thứ ba là tốc độ lưu. Thứ tư là nhiệt độ của môi trường và nhiệt độ của cái vật liệu. Thứ năm á, là cái trọng lượng của cái lưu, lớn hay nhỏ. Thứ sáu á, vừa mới nói xong là quên rồi. Thứ sáu là cái gì? Rồi, cái thứ sáu ấy là chọn cái em lưu lưu tĩnh, tức là lưu lốp, hay là chọn em lưu rung và đi vào á, là tĩnh hay là rung, rung mức độ nào, và tùy thuộc vào cái thằng finisher, nghĩa là cái bản đầm phía trước nha. Đây là những cái yếu tố rất là cơ bản và nó sẽ liên quan tới nhau, nó đan xen với nhau như thế này chứ nó không tách rời. Thành ra là chúng ta phải có kiến thức tổng thể về nó. Một slide số 15 mà chúng ta đi khoảng hết nửa tiếng, chắc là nửa tiếng hơn, rất là kinh khủng các bạn. Slide số 16. Những cái luật cơ bản, side note, nghĩa là những cái lưu ý bên cạnh dành cho cái lưu bánh lốp khi mà chúng ta dùng lưu bánh lốp. Ở đây á, chúng ta sẽ nhìn thấy này, hai tấm hình khác nhau. Một tấm á, ở bên trái là pneumatic runner used for reconstructing for pressing in. Nghĩa là bên trái này chúng ta sẽ nhìn thấy là họ đang lưu nhựa này các bạn. Thì sau cái máy chải nhựa này thì họ dùng một cái lưu bánh lốp GRVK280 và họ làm chặt luôn, họ ổn định cái bề mặt nhựa này. Còn bên tay phải các bạn thì ở đây là đây là lớp đất ở phía dưới được làm chặt này. Các bạn nhìn thấy đây là một cái lớp đá nữa này và đây là lớp thứ ba rồi. Nếu mà trên tấm hình này chúng ta sẽ nhìn thấy là lớp thứ ba nha các bạn. Hiện hữu chúng ta nhìn thấy, còn phía dưới là còn bao nhiêu lớp chúng ta không thấy. Thì ở trên này là cái đây là chính là cái lớp base, và ở trên này là những anh này này, những anh này anh đi rung rồi, anh làm chặt rồi, rung mạnh rồi, rung nhẹ rồi. Thì trên bề mặt này nó thứ nhất là nó chưa hoàn thiện bề mặt đó, thì chỗ này nó đang bị lỏng. Thì khách hàng này, những cái nhà thầu này, họ dùng chính cái lưu tĩnh này, cái trọng lực bản thân để họ ổn định cái lớp bị lỏng bề mặt ở trên này. Thế là con đường những cái lớp này nó được chặt luôn, chặt và ngon lành, không bị ảnh hưởng nữa. Rồi đây, comparison ha, giữa cái lưu bánh lốp và cái lưu bánh thép, rum rum và cái tire roller ha. Nghĩa là giữa cái bánh lốp và cái bánh thép thì nó có cái sự khác biệt nó như thế nào. Thì ở đây á, là cái bánh lốp là các bạn ở đây đánh dấu tích xanh. Thì cái bánh lốp này á, là khi mà lưu như thế này á, thì nó đi tĩnh mà. Đi tĩnh thì nó không có làm cái nhựa nó bị dồn và nó, nhưng mà cái trọng lượng bản thân của cái lưu này các bạn, nó sẽ dàn đều lên trên toàn bộ những cái bánh xe này và nó làm cho cái vật liệu nó được ổn định. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta dùng cái lưu mà nó quá nặng thì nó cũng sẽ gây ra cái hiện tượng nó là bị lún quá, nó bị vẹt nha các bạn. Nó vẹt giống như cái này này. À, đây này, nó sẽ bị vẹt này. À, thành ra là dùng cái lưu nó có trọng lượng là vừa phải đối với tùy cái lớp chải. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cái gì đây? The large spacing surface between the rubber will prevent the displacement for advanced less recompaction with less recompaction. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy à? Nghĩa là
cái vật liệu đó các bạn, nó không bị xô xô mà xô theo dạng này nè, không bị đẩy về phía trước đó, mà là nó sẽ cái này nó lún xuống rồi thì nó trồi lên, xong tí là cái ông lưu này ông lại đi, ông cứ đi lượt qua lượt lại, ông đi qua đi lại đi qua đi lại thì cái này nó sẽ bị nén chặt đều lại với nhau. Gì đây, dài quá. Lưu bánh lốp không nên dùng cho cái việc đầm nén ngay lập tức phía sau cái máy chải. For the top layer nghĩa là những cái lớp chải phía trên, vì cái imprint là cái vệt bánh xe không thể làm phẳng đi nữa, nó sẽ tạo ra là cái bề mặt nó không được tốt cho cái lớp trên cùng. À, ở đây ý nghĩa nó nói là như thế này các bạn. Nhựa đường thì chải thành nhiều lớp mà, thì đối với những cái lớp đầu tiên, lớp ở dưới thì chúng ta có thể dùng cái lưu lưu lốp này để đi vào thì nó lưu chặt luôn cũng được, lưu ổn định cũng được. Nhưng mà đối với những cái lớp mặt trên cùng thì nó không nên dùng cái lưu này đi vào. Đặc biệt nếu như cái lưu này mà nó nhẹ thôi á thì còn đi vào được, mà nó nặng thì nó tạo ra những cái vệt hằn bánh xe này. Mà những vệt hằn này á, là nó khá là khó để mà làm phẳng, khá là khó, tại vì khi mà đi qua một lượt á là lúc này nhiệt độ nó khác các bạn, khi mà đi lại một lượt nữa là cái nhiệt độ nó đã khác, là cứng hơn rồi, thì lúc này á, là việc làm chặt là tương đối là khó khăn chứ không phải là dễ. Do đó là cái lớp mặt trên cùng thì chúng ta là rất hạn chế dùng là cái xe lưu bánh lốp này để đi vào ở những cái lượt đầu tiên. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có là cái lưu lưu gọi là chống chống ha, cái chống chống thép đó các bạn. Đó, ở đây thì cái lưu một bánh thép này thì nó có lại có cái nguy cơ đó là bị dồn dồn cái vật liệu, nó vừa rung mà nó đi, nó rung như thế này, nó đi rung nó cứ đẩy 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 này, nó đẩy đẩy, đẩy nó dồn dồn vật liệu đi về phía trước, nó tạo thành những việc này. Application tiếp theo, tóm tắt compaction tears. Trời ơi, cái bài này nó quá là dài luôn. Còn ngán đọc. Rồi, tóm tắt nha các bạn. In general, nói tóm lại, đó là cái lớp chải trên cùng với lại là cái biên độ thấp và chạy ở top ở cái, tức là cái biên độ thì thấp và cái tần số thì phải cao. Cái lớp chải mà 8 cm thì lên được làm chặt những cái lần đầu tiên với lại là higher amplitude nghĩa là cái biên độ cao, tức là rung mạnh đó, và sau đó là lower amplitude nghĩa là rung nhẹ, tức là lớp chải 8 cm thì những cái lần đầu tiên thì chúng ta đi là đi rung mạnh, sau đó là rung nhẹ. Rồi, only compact inlays with vibration when climbing, static when travel, link down. Tức là khi mà lưu ở những con đường dốc, incline là dốc là nghiêng là các bạn. Đó. Dốc nghiêng rồi cong cua ha, thì chỉ rung khi mà leo dốc và khi mà đi xuống, khi mà đi lùi, khi mà xuống dốc thì chỉ đi tĩnh. Always position the wheel towards the downslope when climbing and use combined roller to have the best possible traction.
Rồi lúc nào á thì cũng phải á, là cái vị trí các bạn của cái bánh này đào xuống when climbing. Đào xuống. Cái này nó nói về cái combine roller. Thì cái combine roller này á, thì nó là cái lưu một bánh thép ở phía trước và một cái dàn lốp ở phía sau. Thì nó nói là khi mà leo dốc á, thì là chúng ta là đưa cái lốp á, tức là luôn luôn đi ở cái dạng như là cái bánh lốp nó sẽ đẩy cái bánh sắt nó đẩy. Đó, thì nó sẽ tạo ra cái sức kéo nó tốt hơn. À, cái the down slope nghĩa là ở cái phần mà nghiêng dốc nghiêng như vậy các bạn này, thì cái nghiêng là nghiêng dưới, nghiêng là nghiêng trên này. Đó, thì cái này nó được dịch nó là down slope, tức là cái này nó là cao su thì nó sẽ bám dính nó tốt hơn mặt đường, nó ma sát tốt hơn, vậy thì nó sẽ đẩy đẩy cái lưu nó đi tốt hơn. Only compact. Rồi nhiệt độ oscillation ha, thì có thể là làm được 100 tới 70. Còn nếu mà lưu rung thì chúng ta sẽ phải lưu ý nó là trong khoảng nhiệt độ là trên 100 và dưới 140. Ôi trời ơi. When the combustor push the way from the cell, it happen with reduced combustion and too early use heavy. Phần này mình sẽ dùng Google mình dịch nha để cho nó nhanh và các bạn hiểu, cũng sẽ mình sẽ lấy cái ý tưởng từ ông Google. Khi máy đầm đẩy một sóng cánh cung ở phía trước của chính nó, điều này xảy ra với việc giảm độ nén từ máy hoàn thiện và sử dụng quá sớm các máy đầm nặng. Khi lưu lèn quá lâu, khi lớp thi công dày hơn, hoặc khi mặt bê tông nguội quá mạnh, hoặc gió nhanh do gió hoặc nước phun quá nhiều. Trong những trường hợp này, bề mặt đã nguội đi nhưng các vùng lõi vẫn còn nóng. Con lăn sẽ phá hủy vỏ bọc này và xảy ra hiện tượng chảy nước mắt. Thì nghĩa là nó bị xé toạc đó các bạn. Đại khái là lúc này là nó nói như này: khi mà dùng cái máy lưu mà hai bánh thép mà nó nặng quá thì nó sẽ làm cho cái việc mà nhựa nó dồn đó, nó dồn nha, và nó tạo thành cánh cung, nói là cánh cung bow, nghĩa là khái là nhựa là nó bị dồn đấy các bạn. Đó, nó dồn thì khi mà nó dừng lại á, thì có phải là cái hai bên cái lưu thì nó không bị dồn đâu, và cái này nó bị dồn thì nó sẽ tạo thành một cái đường cong như thế này, đường cong nhẹ thôi chứ không phải là đường cánh cung cụ thể. Còn khi mà cái chỗ này á, ý của ông á, là cái việc mà lưu này á, mà nó diễn ra trong thời gian nó quá dài mà không kịp lưu á, thì là nhiệt độ của bề mặt nhựa nó sẽ bị giảm xuống là do gió này hoặc là do nước nó bị phun ra quá nhiều.
thì lúc này á, là cái bề mặt bên ngoài thì có phải là nó đã nguội đi không, nhưng cái bên trong, tức là nó hai lớp, lớp bên ngoài lớp này nha, nó bị nguội đi rồi, lớp bên trong vẫn còn nóng. Vậy thì khi mà rung tiếp á, lưu tiếp á, thì là cái rung nó sẽ làm vỡ cái bề mặt nó vừa mới mới làm chặt đây, không? Làm vỡ đi đó. Và nó tạo ra là cái hiện tượng nó là bị bể cái bề mặt, vỡ cái bề mặt ra là tear ha. Tear trong tiếng Anh nó là vỡ, nó để bị xé toạc, và nó cũng có nghĩa là nước mắt nữa. Rồi kết quả đâu đó thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái nhịp độ, mình nghe đi nghe lại thì nó sẽ hiểu hơn, nhưng đâu đó kiến thức nó sẽ như vậy. Rồi tức là ở đây á, là cái lớp nãy mình tiếp tục nha, kết quả là cái lớp bên bên trên này á, nó bị vỡ ra rồi, bị nứt, thì nước nó có thể xâm nhập vào, nó giống như cái khe này này các bạn, thì nước nó sẽ bị xâm nhập vào đây, nước xâm nhập vào, và nước xâm nhập vào á, thì nó sẽ là ngấm xuống, nó cứ ngấm 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 xuống, và nó làm hư con đường. Khi mà nước nó vào á, thì là tính chất liên kết, rồi cái bánh xe nó cứ chạy qua, nó dập, nó mềm mà, nó giống như bùn nhé, bùn nhão của mình đổ nước vô, mình quậy một thời gian thì nó tan chảy hết ra. Đó, nó cứ vậy, nó bị bung ra và tạo thành những cái ổ gà. Bánh xe cao su và con lăn tức là cái xe lu kết hợp với các bạn, xe lu kết hợp thì nó có thể là đóng những vết rách này, tức là khi mà nhiệt độ mà nó vẫn đang còn nóng ở mức độ cho phép thì sẽ dùng cái lưu kết hợp này, tức là cái phía trước á, thì nó rung thì nó có thể làm vỡ nhẹ ha. Thì cái phía sau á, là cái lưu lốt, thì nó sẽ nhào lặn, và nó đi qua, nó cứ siêu qua siêu lại, và nó kiểu nó hàn gắn cái vết thương các bạn, nó cứ qua nó xoa nó toa nó xoa nó xoa nó xoa, thì nó làm cho cái vết nứt này nó được liền lại, nó tốt hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có là cái lateral và cái longitudinal này, hai cái từ đó đại khái nó nghĩa là cái lớp, cái chỗ dọc và cái chỗ ngang ở trên con đường, thì dọc con đường này và có ngang con đường này là kết thúc con đường đấy. Đó là một cái dọc, một cái ngang. Bằng cách cắt vật liệu hỗn hợp khi sử dụng, by shearing, nghĩa là shearing là cái lực, là lực compression là như thế này, shearing là lực nó đâm chéo thế này, ta cắt này, cắt này, cắt này, cắt này. Đó. Đại khái là cái kiến thức này là liên quan đến cái nhiệt độ và liên quan đến cái công nghệ lưu. Thôi, ở trong cái bài này thì chúng ta sẽ gì sẽ hiểu ha. Trong cái khúc này, đây là ở bên lateral, là ở bên, thì không biết cái này là chắc là dọc nhé, nó bị nứt dọc. Đây là mới là chiều dọc, kia là theo chiều ngang. Nứt dọc, nứt ngang. Trời ơi, bài này không biết khi nào mới xong luôn. Đó, nó dài tới mức mà nó bị treo luôn các bạn. Giải thích cái này cũng đủ mệt.
không, thật sự là những cái bài này, những kiến thức này các bạn, nếu mà mình tự học ấy, thì phải nói là nó chán vô cùng, và vì mình không hiểu cho nên mình chán, mình cũng không biết ai để hỏi, không có những ý tưởng ban đầu, không có thực tế, và làm cho mình rất nhiều cái rào cản. Rồi qua slide số 19 thì các bạn, trời ơi, mới được coi như là 20 trên 34. Rồi overview, ôn lại tí nha. Một là cái gì đây? Sau cái máy chạy thì phải lu ngay rồi lu gần, tức là cái để nhiệt độ này nó khỏi bị giảm xuống. Compact nghĩa là lu ha, công việc lu. As close as nghĩa là nhanh nhất, gần nhất có thể ha, ngay ngay sau cái máy chạy. Cái thứ hai, những cái lượt lu đầu tiên thì lưu tại cái mối nối nè, bạn nhìn theo cái hình nào, bên này lớp cũ, bên lớp mới là lưu ở tại cái mối nối, chứ đừng có lưu tại những cái lớp kia. Khi mà lưu ở đây nó chặt xuống rồi thì nó đỡ hơn, thì nó khi mà lưu thì nó không bị dồn cái nhựa này, nó không bị dồn vào đây. Còn nếu mà các bạn là lưu bên bên trong này thì nó cái nhựa nó cứ dồn 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 vào ra đây thì nó coi như nó cứng luôn, là coi như thua. Thứ ba, always commence at the lower egg when không hiểu. Bắt đầu đỗ, luôn luôn đỗ lower egg. À rồi, luôn luôn lưu bắt đầu tại cái điểm mà lower nghĩa là thấp hơn của cái bề mặt. Các bạn nhìn thấy không? 1 này, 2 này, xong rồi 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, tức là cái lượt lưu đầu tiên. Cái con đường các bạn, thì con đường nó sẽ có một cái độ dốc và độ dốc nghiêng để mà làm gì? Tức là nó giống như cái mái nhà của mình đó, nó phải có độ nghiêng để làm gì? Nước, nước khi mà nó mưa xuống cái này thì nó thoát dần nước về hai bên. Vậy thì thường thường là hai bên thì sẽ có độ dốc thấp hơn cái giữa đường. Con đường bao giờ nó có sự độ dốc như vậy, dốc nhẹ hay hay là dốc không nhẹ, tức là dốc dốc nhiều hơn á, thì tùy thuộc vào thiết kế của con đường. Chúng ta sẽ bắt đầu là lưu những ở cái mép đường này trước. Cái số 4, đây thấy một cái gì nó sai sai nè. Rồi số 4 là luôn luôn tắt rung hoặc là tắt dây khi mà lùi. Nãy cũng đã giải thích rồi các bạn, khi mà chúng ta mà rung á, thì nó sẽ ra hiện tượng gì. Số 5, gentle nghĩa là hiền hòa, hài hòa, nhẹ nhàng. Đó là khi mà lùi đó các bạn. Enter nghĩa là luôn luôn thay đổi tốc độ một cách là nhẹ nhàng á, để mà tránh cái việc mà nó bị dồn nhựa. Tăng tốc và giảm tốc nó cũng phải nhẹ nhàng một tí khi mà đi tiến hoặc đi lùi. Cái số 6, tức là ông đi vào như thế nào thì đi ra như vậy. Trên trên the same track á, nghĩa là trên cùng một cái vệt bánh xe, ông đi vào như thế nào thì ông đi ra như vậy, chứ ông đừng đi vào xong cái ông đi vào tới đây xong ông quay ra ông đi ra thì là nó nhựa nó chặt không đều. Đi vào và đi ra trên cùng một cái vệt bánh xe. Số 7, rồi nó gọi là thay đổi cái vệt chạy ở trên là cái bề mặt là đã cứng rồi,
chứ không được là trên thay đổi trên cái bề mặt nó nhựa, nó đang còn mềm thì nó sẽ tạo ra cái vệt hành, và cái vệt hành này rất là khó để mà làm phẳng. Cái số 8 là roll off in parallel chip là sao? Kết thúc luôn hả? Không hiểu lắm câu này. Parallel chip nghĩa là này là song song, là chắc chắn này nè, song song rồi nè. Chip nghĩa là nó là một cái chuyến đi, một cái lộ trình song song. Còn roll off này thì có thể là được hiểu là kết thúc lưu, hoặc là lưu chồng lên, mà mình cũng không nắm rõ, nhưng mà đại khái là đi nó phải song song với nhau, đi nó phải đều, luôn luôn phải song song, chứ đừng có đi không song song. Và số 9, phun nước ha vào cái trống để mà tránh cái việc mà bám dính. Adhering nghĩa là dính chặt, bám dính, là dính vào cái nhựa, nó dính vào cái trống. Và số 10 là never leave the roller standing on hot asphalt. Ừ, có nghĩa là đừng có để cho cái xe mà nó đậu ở trên cái nhựa mà đang còn nóng. Tại vì cái nhựa nó nóng mà cái trọng lượng với lưu nó có, bắt đầu nó cứ chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Nó giống như kiểu mình nhảy vào cái đầm lầy á, và trọng lượng bản thân mình nó cứ chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống nha. Và nó tạo thành cái vệt hành ở trên cái bề mặt nhựa, là không có lưu lại là cho nó được đâu. Mà lúc này á, muốn sửa đi á, là chỉ có cắt bỏ cái lớp nhựa đó và trải lại cái lớp nhựa nóng khác thôi. Điều này là điều rất là tai hại nha, và nó mất thời gian của cái nhà thầu. Do đó là các bạn cũng sẽ lưu ý cái việc này, để chúng ta sẽ chia sẻ với lại các anh vận hành và chia sẻ với cái đội ngũ quản lý. Và khi mà các anh quản lý hoặc các anh vận hành vô tình mà biết được cái bài này thì cũng sẽ hiểu được cái kiến thức cơ bản, ở dạng cơ bản thôi, để chúng ta làm công việc nó thật tốt. Mình sẽ chụp lại cái này một tí nè. Qua slide số 20. To early use of the for an optimum combustion nghĩa là để cho có một cái bề mặt được làm chặt một cách tối ưu. Frame time nghĩa là cái khung thời gian. Thì cái việc đua lèn này thì được khuyến nghị là diễn ra càng nhanh càng tốt, để tránh cái việc là vật liệu nó bị di dời di chuyển. Thì cái việc lưu lèn này nó được khuyến nghị là không được diễn ra một cách quá sớm, tức là sớm nhưng không được quá sớm. Trời ơi. Rồi, đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nha. Đây là cái khung nhiệt độ này, từ 160 cho đến đây là khoảng 70, 80 này, 70 này, khoảng khoảng cái đó. Thì nãy chúng ta có học á, là 160 độ là từ cái nhà máy, rồi sau đó 140, rồi tới 120, 100, rồi từ 100 cho đến 70 thì chúng ta dùng cái gì? Đấy, chúng ta sẽ để ý này. Nhiệt độ. Đây là hai công nghệ nha các bạn, một công nghệ rung và một công nghệ dây, công nghệ rung, công nghệ dây. Thì chúng ta sẽ thấy là ở cái dải nhiệt độ mà tới 140, đâu đó là khoảng đây 140, thì chúng ta đi tĩnh, dùng dùng tĩnh nhé, tức là lưu hai bánh thép hay là lưu lốt đi vào thì cũng phải là đi tĩnh.
cái khoảng nhiệt độ là từ một khoảng 140 này các bạn này. Đó, 140 cho tới là 100, trên dưới 100 một tí, thì chúng ta dùng rung để làm chặt nó hiệu quả hơn. Và đối với lại công nghệ rung thì từ cái giải nhiệt độ từ 100 cho đến 70, hồi nãy là mình có đọc tài liệu thì lên đến 70, thì chúng ta lại phải đi tĩnh lại chứ không được đi rung, tại vì lúc này là cái bề mặt này nó đã bị cứng rồi. Đó, đối với vật liệu nhựa này đã bị cứng rồi thì khi mà chúng ta rung thì nó bị vỡ cái bề mặt. Đối với lưu dây đó, đối với cái công nghệ dây các bạn, oscillation, thì những cái lượt đầu tiên luôn cũng tương tự như vậy, từ 160 cho đến một khoảng 140 thì chúng ta cũng sẽ đi tĩnh. Và chúng ta dùng chức năng dây để làm chặt cái bề mặt nhựa trong khoảng nhiệt độ là từ 140 cho đến khúc này, đúng không? Khoảng trên dưới 80. Đó. Và các bạn ở đây nó vẽ một cái mũi tên này, Lecture Time Window, nghĩa là cái dải nhiệt độ mà nó xuống thấp từ 100 cho đến khoảng trên dưới 80. Đó. Thì chúng ta cũng có thể là dùng lưu dây được, tức là làm chặt nó hiệu quả hơn ở trong khoảng thời gian, tức là thời gian cho phép lưu nó dài hơn. Rồi ở đây thì khúc này trở đi 80 đâu đó là khoảng 75 70 gì đấy thì chúng ta phải đi tĩnh. Rồi ở đây nói gì đây? Nguyên câu dài như vậy á thì đại khái nó nói là 140 và the combustion should normal be final, tức là những cái lượt lưu cuối, những cái lượt lưu cuối cùng thì nó nên diễn ra ở trong cái dải nhiệt độ là từ 80 tới 100 độ C, gần dưới đó thì không được lưu nữa. Rồi, dịch cho các bạn đây ha. Đại khái nó kêu là trong rất nhiều trường hợp đã được chứng minh rồi, 140 độ là tốt nhất. Đây, nhiệt độ thường khoảng 140 độ C đã được chứng minh là thuận lợi nhất trong nhiều trường hợp. Tùy thuộc vào vào hỗn hợp vật liệu nhựa đường, nhiệt độ bắt đầu lăn vẫn có thể khác nhau. Việc đồng nén phải được hoàn thiện ở nhiệt độ từ 80 tới 100 độ C, tức là những lượt cuối cùng. Rồi, too early ha. Cái này thì nó cũng giống như thôi, nghe và tương tự lại thôi cũng sao. Đó. Phần bên cạnh trống rồi bị vỡ phía trước và sau trống, sự bám dính của nhựa đường trên cái mặt trống dù đã phun nước hoặc là phun chất phụ gia chống dính rồi dịch chuyển đáng kể ở phía trước của trống. Đại khái là mình hiểu như thế này này, là khi mà nó đang quá nóng, tức là đang quá mềm, thì cái lưu mà có đi vào là đi tĩnh hoặc là đi rung thì nó đều sinh ra những cái hiện tượng đó là bị dồn nhựa rồi bị lún nhựa rồi bị phá hủy trước và sau, điều không tốt. Đại khái là nó nên làm việc sớm ở trong cái dải nhiệt độ là từ 140 cho tới 100 là cái dải nhiệt độ tối ưu, và 100 á, là những cái lượt cuối rồi các bạn nhé. Slide số 21 thì chúng ta sẽ có là ba cái first compact joint, nghĩa là những cái chỗ mà mình nối á, giữa cái lớp mà đã chạy rồi với cái lớp chưa chạy đó, thì chúng ta sẽ có cái dây joint. Cái lateral joint này á, là nối ngang, mối nối ngang. Mối nối ngang. Toàn chữ là chữ.
Đây, bắt đầu đu đèn mối nối từ mặt nguội với độ chéo, tức là cái độ, tức là cái mặt, tức là có hai bề, hai mặt, một cái bên bên nóng, một cái bên lạnh. Thì cái chống ấy, các bạn, cái chống rung ấy, thì nó chỉ nên khoảng là chồng khoảng 10 phân tới 20 phân thôi trên bề mặt nhựa nóng, còn phần còn lại thì nằm trên bề mặt nhựa đã nguội rồi. Không chuyển động theo chiều dọc hoặc theo một góc với lớp bên. Chỉ là một ngoại lệ trong điều kiện địa điểm quá chật hẹp. Điều này sẽ dẫn đến hình thành sóng mà hầu như không thể làm lại phẳng được. Đó. Thì trừ khi là trong cái điều kiện quá chật hẹp thì chúng ta không lấy thôi, chứ còn nếu không thì cứ phải là lu chồng mí là 20 phân tới 20 phân, và lu nó phải thẳng. Do not try. Tiếp tục gì đây, cũng là học mà mệt luôn các bạn, mệt á, vì mình vừa đọc, mình vừa dịch, mình vừa nạp vào những kiến thức này, rồi mình vừa phải nói cho các bạn nghe nữa. Bình thường khi mình học thì mình tự nghiệm thôi. Lớp dọc có lắp đặt nóng lạnh, cũng tương tự như vậy, không có vấn đề gì nó khác hết. Tất cả các mối nối nha các bạn, nối là ở đây á, là nó có nói là hot on cold, nghĩa là cái lớp này đã chạy và nó đã lạnh rồi, nó đã cứng rồi, nó đã chặt rồi, thì cái này là cái lớp chạy tiếp theo thì là lớp hot, đây là cold. Hot on cold nghĩa là chạy chồng lên, chạy chồng lên các bạn. Rồi ở đây thì chúng ta có là cái hot on hot nè, là chạy là lớp nóng vừa chạy xong thì lớp kia cũng chạy luôn, là chạy hai lớp liên tiếp. Leave the middle joint at để lại mối nối ở giữa khoảng 15 cm, 5,9, và nén chặt ở cuối. Hot on cũng chưa hiểu lắm là lý do tại sao các bạn. Thôi thì mình cứ bỏ qua cái này. Rồi. Slide số 22. Đây, luôn luôn lưu ở những cái mép thấp hơn khi mà bắt đầu lưu. Thì nãy như mình nói đó, vào nè, vào, đi vào và đi ra ở trên cùng một cái chắc, nghĩa là một cái vệt bánh xe. Rồi đi vào ra đây là cái bề mặt nó đã nguội rồi, thì lúc này ra đây á, thì mình mới chuyển hướng đi vào, xong rồi lại đi ra xong thì chuyển hướng nha các bạn, đi ra tới đây này, ra tới đây thì chuyển hướng đây, xong đi vào và đi ra xong chuyển hướng. Always tiếp tục.
Rồi chúng ta sẽ phải đi vào nè, là không được, đây là switch off the vibration oscillation before reversing, nghĩa là phải tắt cái chế độ rung hoặc chế độ nhây khi mà chúng ta đi ngược lại, khi đi vào và đi ngược lại. What still had to be considered? Điều gì phải được xem xét? Rung dao động nên được bật ban đầu sau khi khởi động, tắt tương ứng ngay trước khi đảo ngược và sau đó bật lại. Sau đó, nếu bị rung dao động khi dừng lại, sóng sẽ hình thành trong nhựa đường và cũng rất khó để làm phẳng theo các lần lăn tiếp theo, tức là rung tiếp theo. Chế độ tự động rất thoải mái cho người lái ở đây vì độ rung dao động sẽ tự động tắt và bật lại ngay khi chưa đạt được hoặc vượt quá tốc độ nhất định. Là trên xe Luham đó các bạn, thì nó có cái tính năng đó là bật tắt rung tự động, thì cái này mình đã nói rồi. Chúng ta sẽ đi với video thôi, trước khi đó thì lỡ rồi chúng ta cũng sẽ đọc cho nó bằng hết, lỡ làm rồi mệt thì mệt cũng sẽ cố gắng. Người ta nên cố gắng bẻ lái trước khi lùi xe để các dấu ấn ánh sáng luôn xuất hiện, không nằm ngang mà nghiêng về phía đường lăn hơn. Một dấu ấn góc cạnh sẽ được ủi phẳng một lần nữa bởi những đường truyền tiếp theo. Dấu ấn bên cạnh đường lăn sẽ còn tăng lên nhiều nữa qua các lượt lưu. Coi cái video các bạn sẽ hiểu ha. Đây, đây là con lăn đúng không? Nó chính là cái lưu. Nếu các bạn mà rung á, nó có phải rung tại chỗ không? Rồi sau các bạn đi đi thì nó cứ nước đi qua nó vẹt như vậy, thì nó các bạn nhìn thấy này bị lõm này, nhưng mà đây là cái con chúng ta đi này thẳng này đúng không? Chúng ta dừng lại ở bên chéo như thế này đó, thì các bạn khi bạn lưu đó, thì kết quả là gì? À, nó sẽ được làm phẳng nó tốt hơn. Do đó khi bạn đi thẳng lên thì nhớ phải đi chéo cái, đi chéo nó cái nha. Coi lại này. Nó hành. Lõm. Gần như là không thể là cứu vãn được. Nhưng nếu mà đây là chúng ta đi chéo, dừng lại, chéo, chúng ta rung, cái vết hành này nó sẽ dễ dàng được xóa bởi những lần lưu tiếp theo. Rồi đây là cái tốc độ luôn luôn thay đổi một cái tốc độ một cách là nó nhẹ nhàng nhất, nó hiền hòa nhất nha, để tránh cái việc nó giúp mình tìm tăng tốc nhanh quá thì nó sẽ bị dồn nhựa. Về cơ bản người ta phải luôn tăng tốc và phanh nhẹ nhàng để ngăn chặn sóng trong nhựa đường. Điều này đặc biệt áp dụng trong các trường hợp lùi xe. Những con sóng này cũng rất khó gửi lại với những lần lăn tiếp theo đó. Thì đại khái là khi mà mình tăng tốc nó quá nhanh và mình thắng nó gấp thì nó sẽ bị dồn, tức là cái trọng lượng của cái xe mà nó sẽ nằm là trên cái nhựa và nó dồn như thế này, nó sẽ đẩy cái nhựa về phía trước nhé. Thì nó điều này là điều rất là tai hại, thành ra chúng ta thắng và tăng tốc một cách nhẹ nhàng. Rồi, Asphalt roller with Hamtronic support the driver with gentle acceleration. Nghĩa là cái công nghệ Hamtronic á, thì nó sẽ làm cho cái xe của mình nó được chạy và tăng tốc và giảm tốc một cách rất là mượt mà và nhẹ nhàng.
Đây đây là số lượt nha các bạn. Try in the same church forward and backward, nghĩa là ông đi vào như thế nào thì ông đi ra là như vậy. Machine with driving in check offset. À, driving check offset nghĩa là ông này ông bẻ mình đây một cái phía trước này các bạn, ông bẻ ra nè, đây là cái này là một vẹt, phía sau ông mở rộng ra tương đương, tức là coi như được hai vẹt, tức là cái bề rộng lưu á nó được mở rộng. Và đi vào là được tính một lượt và đi ra là tính là một lượt nha các bạn. Lái xe về phía trước và lùi lại vào đường nhựa lăn trong cùng một đường để đạt được độ đồng đều và ngăn chặn chuyển động lái trên đường nhựa nóng. Đúng rồi, đi vào đi ra chứ ông trên nhựa nóng mà ông chuyển hướng ông tạo ra hai làn khác nhau là không được. Sử dụng độ lật rãnh để ngăn chặn sự cắt trong nhựa đường vì các thùng phi không hoàn toàn di chuyển trên cùng một rãnh, tất cả các đường lăn phải chồng lên nhau để không còn cách giải chưa được lén chặn, tức là đâu đó là nó phải là chồng mí. Nó phải chồng mí như lên nhau để đảm bảo là các bề mặt được nén chặt. Rồi cái số 7, implement the changeover for roller chip on the cosine. Thực hiện thay đổi cho rồi là khá là chuyển hướng ở bề mặt lăn. Thì cái này cũng đã giải thích rồi các bạn, khi mà vào nè, vào nha, rồi để ra đây thì chúng ta chuyển hướng ở cái bề mặt này và vào cái bề mặt này ra khoảng 80 tới 80 độ thì đã cứng rồi. Chỉ thực hiện các chuyển động lái để chuyển hướng đối với dải lưu nơi nhựa đường đã nguội để tránh việc ép vào được ngăn chặn. Đây, hồi nãy là mình không hiểu nè. Roll off in parallel chips. Một, hai, một, hai. Này, luôn luôn là đi này các bạn, nhìn thấy song song không? Đó, đi vào rồi sau đó đi ra đó song song. Lăn bề mặt nhựa theo các dải song song để đảm bảo đầm đều và tốt nhất có thể, không thực hiện đảo chiều con lăn ở các dải khác nhau ngay khi ngay sau giải khác, nhưng luôn thực hiện quy trình đảo chiều tiếp theo khi bù lại một vài mét chiều dài, do đó sóng sẽ được ngăn chặn bằng cách đảo ngược. Chưa hiểu lắm, dịch là mình không hiểu luôn. Do not implement reversing in the roller in the different chip direct under after another, but only implement the next reversing process as offset by the couple of meter in the length we will. Này, cái này đại khái vẫn không hiểu được các bạn. Mình sẽ hiểu là lưu thì đi vào và đi ra trên cùng một cái vệt bánh xe, trên cùng một cái cung đường chạy và phải có chồng mí lên nhau. Lớp 1, lớp 2, lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 thì tất cả những cái lần này nó phải là chồng mí lên nhau. Và nó phải song song nhau để diễn ra cái việc lưu này nó được đồng đều và cái bề mặt đường nó chặt.
Rồi đây, phun nước tưới vào cái trống để mà tránh cái việc mà bám dính. Các con lăn mụn mịn, tức là xe lu mà trống trơn, được phun nước từ các vòi phun để ngăn chặn nhựa đường nóng bám trên các bề mặt này. Thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái trường hợp. Một là quá ít nước, tức là không đủ nước. Thứ hai là quá nhiều nước. Rồi và cái thứ ba là với là cái rubber wheel roller thì nó sẽ như thế nào? Và sẽ bấm vào đây. Rồi, quá ít nước thì dĩ nhiên là nó không đủ để mà nó làm bám dính rồi. Với quá ít nước, nhựa đường sẽ dính vào cái trống, chứ không phải cái thùng phi đâu nha. Đây là nó dịch lung tung luôn, nên vẫn sẽ dính vào. Và cái việc á, mà nó bám dính này thì chúng ta phải cạo sạch cái nhựa. Rồi không thể thực hiện công việc đầm nén trong thời gian này, dĩ nhiên rồi các bạn. Khi mà nó dính nó không đẹp á. Khi mà mặt nó không phẳng á, thì nó dính một cục đây, khi mà rung á, thì nó cứ cứ dính 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 mà nó làm cho bề mặt cho nó lỗi chỗ. Rồi các vết nứt xuất hiện trên lớp trên cùng do nhựa đường bám dính trên tang trống và chúng không thể được sửa chữa sau này. Tức là giống như kiểu mà mình cầm cái cục nhựa ra mình đi, cái mình cứ đập trên bề mặt nó tạo thành cái vết lỗ ở trên bề mặt. Nói chung là ít nước quá là sẽ gây ra hiện tượng như vậy. Ít nước quá thì sẽ bám dính. Rồi quá nhiều nước thì sao? Quá nhiều nước thì dĩ nhiên là nó sẽ làm nguội nhựa rồi và làm chảy lung tung ra. Rồi để xem, với quá nhiều nước trên trên trống này, chứ không phải trên thùng phi nha, sẽ làm nguội nhựa đường nhanh chóng. Đúng rồi, do đó điều này sẽ giảm thời gian còn lại của các việc đập nén. Ngoài ra bề mặt trên nhựa đường có trở nên xốp trong một số trường hợp nhất định và do đó dễ bị mài mòn hơn, nhưng mà đại khái là nó sẽ làm nguội nhựa. Nước mà thì nhiệt độ của nước nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ của nhựa. Rồi với cái rubber wheel roller đối với lưu lốp thì sao? Chỉ rắc phụ gia đặc biệt lên bánh xe khi bắt đầu công việc lưu lèn, tức là nó sẽ là phụ gia chống dính nha các bạn. À, khi chúng được làm nóng bởi nhựa đường, thông thường chất này sẽ không bám dính vào bánh xe nữa. Tức là đây là phụ gia chống dính, chứ là còn lại lại là không dùng nước nhiều mà chúng ta dùng. Mà theo như mình thấy là các anh hay dùng cái bình phun đó, bình phun tay đó, anh đi phun những cái bánh xe và làm cho cái nhựa nó khỏi dính vào cái bánh xe. Ở đây rồi, ham provides an applicable asphalt sparing agent, nghĩa là cái chất phụ gia which can look asphalt anti-stick, nghĩa là phụ gia chống dính để cung cấp cho cái lưu bánh lốp và cái lưu lại kết hợp giữa bánh lốp và bánh thép. Thì cái đặc tính vượt trội của cái phụ gia này á, thì nó sẽ giúp cho cái nhựa là không có dính quá nhiều và will not à thì những cái bánh thì không bị bám dính mà không bị hư, không bị phá hủy. Đại khái là ông Wigan là ông cũng có bán cái phụ gia này các bạn. Ham ha, Ham thì có bán cái phụ gia chống dính này. Đây, ở đây cái hình này thấy ghê quá, không biết là cái gì. Never leave the roller standing on hot asphalt. Hình như là cái lưu này nó đã được đặt và ở đây thì mình nhìn không thấy rõ, nhưng mà đâu đó là có rất là nhiều vết sẹo giống như vết vết hành này các bạn.
Nếu các con ăn được để yên trên mặt nền nhựa nóng thì điều này sẽ nhanh chóng dẫn đến việc ép vào, tức là nó bị lún xuống và tạo thành sóng, tức là chỗ lún thì chỗ lồi. Chúng thường không thể được lăn ra khỏi nhựa đường được nữa. Nếu mà nó bị lún sâu quá thì phải cầu nó lên luôn đấy. Chứ còn nó đâu có vượt qua được đâu các bạn, nó sẽ bị quay về bánh xe, giống như kiểu mà xe nó bị lầy. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất là tạo thành vệt nha các bạn. Đây, định nghĩa. Slide số 30 rồi. Định nghĩa cho một lượt lưu. Definition of pass này. Định nghĩa cho một lượt lưu là cái gì? Pass là bằng single chip, nghĩa là đi vào một lần, đi vào và đi ra là tính bằng hai lượt. Pass này, forward and reverse chip là nghĩa là two passes, nghĩa là hai lượt. Ông đi vào được tính là một lượt, ông đi ra tính là một lượt. Slide số 31. Sắp hết rồi các bạn. Roller schematic intonation variant. Cái từ mà schematic nghĩa là gì? Schematic. Sơ đồ lưu, các biến thể cài đặt sơ đồ lưu. Quýt chào, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chữ không. Sơ đồ lưu. Cái này em biết là mình có đủ kiến thức để mình xử lý không? Fixation. Lâu lâu cũng dính cái từ mới đó các bạn. Đủ mệt luôn. Nhưng mà đây cũng là một cái lần mà mình học tiếng Anh. Không có sự cố định bên. Nghĩa là trải mới hoàn toàn. Và không có cái này gọi là ván khuôn đó các bạn. Đây này. Đây là hai bên nó được cố định bởi cái ván khuôn rồi. Còn đây là không không có này. Đúng rồi, chạy này ở phía dưới đá này, lớp đá này, và chạy là không cần có cái gì cố định ở đây, cứ chạy thôi, cứ chạy và ăn theo cái máy chạy này thôi. Rồi mình coi sẽ là cái gì, nhưng mà mình đoán thì nó sẽ là nó bị tràn cái nhựa ra một chút sang hai bên, không có sự cố định bên này. Đường lăn đầu tiên sẽ được bắt đầu với khoảng cách là 20 cm từ bên cạnh. Nếu một đường lăn trực tiếp ở bên cạnh, có thể xảy ra trường hợp con lăn sẽ chìm về phía bên ngoài và dẫn đến ép đường nhựa với các vệt tiếp theo. Hai và ba bề mặt còn lại sẽ được lưu nền cho đến khi dải nhỏ bên kia cuối cuối cùng hai dải nhỏ bên phải bên trái sẽ được lưu nền. Rồi, hiểu rồi. Đại khái là ông này ông nói như thế này. Đây, mình tính nha. Đây là những cái mép này sẽ được lưu trước. Đã lưu trước để làm gì? Để nó làm ổn định rồi sau đó và nó làm cứng. Và cái việc mà lưu tiếp theo đó các bạn thì cái nhựa này nó không bị tràn cái mép này ra nha. Nó lưu này trước, nó lưu này trước. Và cái này nó sẽ lưu sau. Nè. Đường lăn đầu tiên sẽ được bắt đầu với khoảng cách 20 cm từ bên cạnh. Đây đường lăn đầu tiên, tức là mình phải giữ cái khoảng cách này nha. Tức là nếu mà mình lưu ở đây thì nó cũng không được nha, mình phải lưu đi ở đây. Rồi 6 lượt, 2 lượt, 3 rồi sau đó lượt 4 và cuối cùng là lượt số 5, là lượt cuối cùng ở đây. Rồi, tiếp tục với cái trường hợp tiếp theo là nó có cái ván khuôn thì sao?
Đây cái bán khuôn này các bạn. Lượt 1, lượt 2, lượt 3. À là cứ đi theo lượt như thế này thôi. À nhớ là có giáp mí nha các bạn. Giáp mí này. Cái lượt cái chỗ này nó ghi ở đây á. Nó vẽ ở đây nghĩa là cái trường hợp giáp mí. Rồi mình cũng sẽ dịch xem nó là cái gì. Với sự cố định bên, đường lăn đầu tiên có thể bắt đầu trực tiếp từ một bên vì không thể lún đường lăn sang một bên hướng bên lề đường. Với các lượt lăn tiếp theo thì bề mặt hoàn chỉnh còn lại sẽ được lưu lên bên phía lên phía đối diện. Đại khái là ông cứ lưu lần lượt, cũng không cần là phải lưu để mà chặn đầu chặn đuôi. Rồi cái hot on đó thì đại khái là 1 2 nè. Lượt 1, lượt 2 là lượt bên mép nhựa nguội. Lượt 3 thì mình sẽ lưu ở bên này để chặn lại, và lượt 4, lượt 5 sẽ tiến hành. Đây các bạn. Đây là nhựa đã được trải rồi. Bên này là bên vỉa hè, dạng như bên vỉa hè hoặc là bên bên nó có bán khuôn. Lượt 1, lượt 2 đi vào và đi ra. Rồi sau đó cái lần thứ 3 đi vào và đi ra. Lần thứ 4, thứ 5. Hot on cold. Với đặng thứ nhất, tức là lần lần thứ nhất và đặng thứ hai, mối nối sẽ được nén chặt bắt đầu từ mặt lặn với độ chồng lên nhau từ 10 đến 20 cm. Đó, quy trình lưu là như vậy. Hot on hot nè nghĩa là trải những cái lớp nóng liên tiếp. Xem nó là gì đã. Hot on hot cả hai con lăn, tức là cả hai cái lưu bắt đầu trực tiếp trên các mặt một và sau đó nén chặt dải tiếp theo để một dải rộng khoảng 15 cm và bên trái của mối nối một trong hai con lăn, rồi sau đó nén chặt lớp lại. Trời ơi, thực sự nếu như mà các anh mà làm thi công, các anh sẽ nhìn, các anh sẽ đọc và các anh sẽ hiểu rất là rõ là nó là cái gì. Nhưng mình là người bán máy và mình là người học cái bài này nên mình không được hiểu rõ. Một này tức là hai cái xe lưu, đây là hai xe lưu, một một hai xe chạy chạy cùng một lúc, và ở đây nó được chặn hai bên bởi cái ván khuôn hoặc là cái gì đấy nha. Đại khái là nó có cái bề mặt chặn. Thì cái lần một á, một này thì ta phải được lưu ở cái bề mặt này trước, lần một này, rồi sau đó là lượt 2 và cuối cùng là lượt số 3. À, lượt số 3 là các bạn thấy nó bị chồng lên đây rồi nè. Ước gì mà lần có một anh kỹ sư ở đây thì anh sẽ học cái này cho mình và sẽ giải thích thì rất là rõ. Đọc các bạn đọc này thì sẽ hiểu, nhưng mà mình hiểu thì cũng chưa dám chắc đó là hiểu một cách chính xác 100%. Rồi đây vào cua, vào cua này, lớp 1 đi đây, xong lượt 2 đi đây, xong lượt 3 vào đây. Lưu nào các bạn nhìn thấy là tưởng lái lưu là rất là dễ, lưu nó chạy chậm, nhưng thực ra trong lưu á rất là liên quan đến công việc, nó liên quan đến hoàn thiện. Nó giống như là mình xây nhà đó các bạn, mà mình chát cái bề mặt đó, mình chát nó không khéo tay thì nó sẽ thành cái bề mặt rất là xấu xí. Nhưng mà nếu mà mình chát cái bột chét, bột chát mà nó phẳng, nó đều tay á, thì cái bề mặt tường nhà mình nó rất là đẹp, rất là phẳng, nhìn nó rất là đẹp mắt. Rồi mình sẽ đọc xem nó là cái gì nha. Ngắn ngắn mình dịch chứ mình nhiều chữ quá mình dịch là muốn điên luôn.
bán kính cong hoàn chỉnh không bao giờ được nén chặt trong một thao tác mà phải là hoạt động đồng chặt từng mặt cắt. Các chuyến đi đường cong rất dài sẽ nhanh chóng ép vật liệu vào, các đoạn ngắn hơn sẽ chuyển ngắn tốt hơn và di chuyển thật. Cần phải cẩn thận để đảm bảo là vật liệu bị dính và cong ngăn chặn hơn nữa các mặt cắt không được vượt qua. Đọc không hiểu the recommendation chắc offset à, cái này hy vọng là sẽ có một cứu tinh à, mấy anh sẽ giúp mình trong thời gian tới, nhưng mà đại khái là khi vào cua thì chúng ta cũng phải lưu theo cái sơ đồ. Nếu mà tổng thể nhìn ở đây, lượt 1 là đi như thế này, xong lượt 2 đi đây, xong lượt 3 đi đây. Ủa chà, slide số 33 overlap. Đây overlap này các bạn này, mối nối à, đây là dọc con đường này, đây là ngang này, mối nối ngang, mối nối dọc, dọc ngang, ngang là ngang của con đường, dọc là dọc của con đường. Đây nhựa, đây là nhựa nguội, đây là nhựa nóng. Đó. Thì overlap là khoảng 20 cm này các bạn, 20 cm, thấy không? Các bạn nhìn thấy là cái lưu này, đây là cái đi về phía trước này, thì ở đây á là anh này dùng bánh, cái bánh phía trước này. Đó, thì anh đi vô nó mé khoảng 20 cm thôi là cái đoạn này, để mà ống lưu cho nó chặt cái chỗ này trước đã, sau đó ống mới lưu tiếp. Rồi trồng bí khoảng 20 phân và chúng ta kết thúc một bài siêu dài. Nhìn nó bye bye mà mình cũng thấy phê luôn. Mình sẽ back lại và mình sẽ phải làm bài kiểm tra các bạn. Cái này nó tới 3 phần cơ. Đấy, đây là cái một cái phần exercise này thì mình cũng sẽ làm luôn. Rồi sau đó là mình sẽ làm cái know how check này luôn. Thì cái này thì mình đã vượt qua rồi, nhưng mà thôi thì mình cứ làm lại đi để mình nhớ. Rồi sau đó mình sẽ làm bài kiểm tra cho nó xong. Mình sẽ có 3 câu. À không, phần 2 trên 3, 5 câu hỏi. Which compactor dùng soil và ground stimulation? Cả ba hy vọng đúng. Vậy là cái này với cái này thôi, đúng rồi. Tiếp theo, the following are very important creating compact and permanent structure. Creating một cái gì đó, và permanent rồi, được đồng nén nè, phẳng này, cái connection này, mối nối này, join này, nối này, interlock layer này, add formation nghĩa là hết à, cũng hy vọng đúng luôn. Đó đúng rồi. Câu hỏi số 3. What does number required rollers depend on? Tức là cái số lượt lưu thì nó phụ thuộc vào cái gì? Đấy là mình cũng nói rất là kỹ rồi. Rồi số lượng, rồi bề mặt rộng, trải. Đó. Càng rộng thì phải càng nhiều lưu. Detail of. Đúng rồi. Cũng có luôn. Có chống nhỏ, chống lớn. Số lượng lưu không phụ thuộc vào cái hệ thống phun nước. Số lượng lưu có phụ thuộc vào cái lượt lưu không? Có. Tốc độ lưu có luôn. Engine performance không, hình như không.
Hy vọng là đúng. 1, 2, 3, 4. Đó, đúng. Cái số 4, câu hỏi số 4. Roller makes bilateral cover minimum 10 cm. Đúng. Tức là ở đây nó câu hỏi là nó nên trồng mí bao nhiêu đó các bạn. Câu hỏi số 5. Compaction on the corner when the roller work recommend special check offset when. Khi nào thì nên khuyến nghị sử dụng cái phần mà check offset. Compaction on the corner, đúng, tức là vào góc, vào góc cua nên sử dụng. Connection, compaction. Đúng luôn. Prevent break of, preventing breaking of the asphalt thì không cần. For high roller speed, đúng. For luxury, đúng luôn. Preventing breaking off the asphalt. Breaking off nghĩa là nó bị vỡ, nó bị chảy ra. Có nên dùng. Thì cũng đúng luôn, 5 trên 5. Rồi. Đó là phần exercise của mình. Giờ mình phải quay lại để mình làm gì? Mình làm bài kiểm tra. Rồi, mình vượt qua hai cái thì mình bây giờ làm bài kiểm tra luôn. Phần này là phần ghi nhận cái kết quả học tập này các bạn. À, mình chỉ có 5 câu hỏi thôi. May quá. Application area working. Application areas for earthwork construction có thể A. Earthwork nghĩa là làm đất, là cái này, là cái này, là cái này, là cái này. Là làm đất thì không có liên quan đến asphalt. Câu hỏi 2 trên 5. What must be considered when preparing for SQC asphalt? Rồi cái gì cần chuẩn bị khi mà trước khi mình làm lưu nhựa? Nhiên cần phải quan tâm số lượng lưu là bao nhiêu. Lưu có trọng lượng là như thế nào, nặng hay nhẹ. Number of roller crossover. Number of roller crossover. Đúng. Rồi. Tốc độ xe lưu. Nhịp độ hết luôn, đúng rồi đó. Số 3 trên 5. What is crossover? Nghĩa là số lượt lưu. Cái gì là số lượt lưu? Nếu mà crossover, cross là đi qua, đi lại. Một lượt thì là single trip, overlap thì là không phải. Nhưng mà cái này thì đang băn khoăn giữa cái single trip và cái này. Nhưng mà nếu mà crossover thì có lẽ nó sẽ là cái này. Ui chà. Nó là single trip các bạn. Số 4 và số 5. Which the statement about for asphalt? Không đúng. Not correct. Switch off the vibration. Này đúng nè. Spring the room. Phun nước một cách hiệu quả. Đúng nè. Stay away from the finisher. Advice này sai nè.
Nó phải là close as. Try the same check. Đúng nè. First. Đúng nè. A man, a roller, quick. A jack. A jack. Jack là gì? Copy cái. Câu đó lạ, rất là lạ. Là sai. Với một cú dịch là sai là phải là thay đổi một cách nhẹ nhàng, từ tốn, từ từ. Đó. Đúng nè. Rồi. Can chip cross over excuse on hot asphalt không? Can the chip cross over be on hot asphalt? Cross over nghĩa là thay đổi nha. Cái từ cross over. Do là mình không hiểu ngôn ngữ nên rào cản rất là lớn. Không, giao cắt rồi chuyển hướng đó. No. Rồi, mình đạt được 80%, nhưng là muốn muốn làm lại nha thì mình thì cứ muốn làm lại thôi. Rồi, vậy là coi như là mình qua được cái bài rồi đó các bạn. Đó. Mình cũng có thể làm lại cho nó đúng hết 100% này. Vậy mình vừa nhớ kết quả rồi đúng không? Đây, mình repeat này. Lúc này gọi là lúc hám danh rồi các bạn này. Single chip. Consider này. Đây. Roller speed này. Độ nè, quay nè, number nè. Đó thì mình trừ cái asphalt thôi là xong nè. No. Rồi. Not nè, not ha. Không được thay đổi nè. Rồi. 100%. Đó. Rồi, vậy là bài này sẽ kết thúc ở đây. Bài này rất là dài nha các bạn. Thì các bạn chịu khó xem, chịu khó coi. Rồi, thân chào các bạn và hẹn các bạn vào cái bài số 2.